Trường Giang sắp cưới Nhã Phương, nam em phát tướng không ngờ. Tới ngày 16 tháng 9, chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 chính thức diễn ra tại nhà thi đấu Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh. Dàn mỹ nhân xuất thân từ đấu trường sắc đẹp này như đương kim Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Hoa hậu Việt Nam 2014, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Hoa hậu Hà Kiều Anh, Ngọc Hân cùng các Á hậu Anh Tú, Thùy Dung, Diễm Trang cùng đổ bộ với bộ trang phục lộng lẫy, phân bất thắng bại trên thảm đỏ. Ngoài ra, sự xuất hiện trong sự kiện này đặc biệt kỷ niệm 30 năm còn có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong showbiz. Điều đặc biệt là một trong những trailer đến sớm nhất thảm đỏ chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018, Hoa khôi nam em gây chú ý lớn từ công chúng. Đây cũng là lần xuất hiện hiếm hoi của cô nàng tại sự kiện sau scandal chấn động liên quan đến tình cảm của nam danh hài xứ Quảng Trường Giang. Điều bất ngờ là nam em tăng cân khá rõ, gương mặt tròn chỉnh và thân hình không còn mảnh mai như trước đây. Có thể thấy, nam em khiến khán giả bất ngờ với thân hình tròn trịa, có phần hơi thừa cân so với hình ảnh thường ngày của cô. Vợ chồng Lâm Trường đưa con gái sang nhà Thanh Thảo. Trên trang cá nhân, Thanh Thảo khoe một số hình ảnh vợ chồng Lâm Trường, Yến Phương đưa con gái 1 tuổi rưỡi qua nhà cô ở Cali để thăm bé Talia, con gái đầu lòng của cô. Hai ca sĩ đã có tình bạn bền chặt suốt 20 năm qua. Trong lúc chụp ảnh kỷ niệm, bé Talia bỗng bật khóc, còn cô bé Yên Lam, con gái của vợ chồng Lâm Trường, lại ngơ ngác nhìn bố mẹ vì nghe tiếng đêm bé khóc. Ông xã Thanh Thảo và bé Jackie cũng vui vẻ khi ghi lại khoảnh khắc kỷ niệm cùng gia đình anh hai. Giọng ca Búp Bê Không Tình Yêu tâm sự rằng cô và Lâm Trường quen nhau từ thở cô chưa làm ca sĩ. Cô hay ghé quán karaoke của anh hai, được anh bấm máy cho hát và cả hai trò chuyện rất nhiều. Đến giờ dù ai cũng có sự nghiệp, cuộc sống riêng nhưng họ vẫn giữ tình bạn thắm thiết. Từ khi Thanh Thảo chuyển sang Mỹ định cư, cả hai vẫn thường xuyên qua nhà nhau chơi. Nữ ca sĩ cưng nựng con gái Yên Lam của anh hai, nàng công chúa đã 1 tuổi rưỡi, gương mặt bụ bẩm khá dễ thương. Ca sĩ Quang Dũng cũng đang có chuyến lưu diễn tại Mỹ, anh hội ngộ cùng vợ chồng Thanh Thảo và gia đình Lập Trường. Búp Bê khoe rằng mọi người đã cùng nhau đi ăn trưa và hăng say nói chuyện về nghề nghiệp. Con gái Lâm Trường cười tươi như hoa khi được Quang Dũng bế. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!